Chào mọi người đến với vlog của Juno. Hôm nay Juno sẽ đi Phan Thiết và ghé thăm một quán nước ép khá là xinh để review với các bạn nhé. Quán nước ép này có tên là Fresh From The Farm, nằm trên đại lộ Hùng Vương. Với nhiều loại trái cây tươi mát, các bạn có thể tha hồ lựa chọn một hoặc mix nhiều loại trái cây với nhau để cho ra những ly nước ép tùy theo sở thích của mình. Thưởng thức một cốc nước ép trái cây tươi mát trong thời tiết oi bức như thế này thì chẳng gì bằng, phải không nào? Hãy ghé quán và tận hưởng hương vị trái cây tươi mát chỉ với giá từ 15.000. Cảm ơn các bạn đã xem vlog của Juno. Hẹn gặp lại trong những vlog tiếp theo nhé.